Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Và nguyện theo yêu cầu của khách hàng thì trong video ngắn ngày hôm nay, em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một số những chiếc đài rất là đẹp. Và trước khi đi vào phần review và báo giá các sản phẩm trong video ngắn ngày hôm nay, đặc biệt là quý chị và các bạn lần đầu tiên theo dõi được video của em, thì hãy bấm cho em một lượt đăng ký, sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Và cái sản phẩm đầu tiên mà em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn, đó là một chiếc đài sáp QT88 đã đi vào huyền thoại theo năm tháng của chúng ta. Và theo năm tháng qua đi thì những chiếc đài như thế này nó đã đem lại cho quý vị và các bạn rất nhiều những câu chuyện để kể với các con các cháu bây giờ. Và đây là những chiếc đài huyền thoại đã gắn bó với quý vị và các bạn rất nhiều năm tháng. Và mặc dù năm tháng trôi qua đi nhưng nó vẫn sở hữu một vẻ đẹp rất là lộng lẫy như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Về tông màu tổng thể thì nó sở hữu một cái tông màu rất đẹp, rất bắt mắt, rất dễ nhìn, thiết kế bên ngoài cũng như là tông màu. Em xin phép là em đang bình luận thì có chuông đồng hồ. Vâng, vừa rồi quý vị và các bạn cũng thấy chuông đồng hồ nó đánh rất là kinh khủng. Bởi vì ở trong nhà của em thì có rất nhiều những chiếc đồng hồ cơ quý vị nhé. Và đây là mặt đằng sau của máy thì quý vị và các bạn thấy máy rất mới quý vị nhé. Và đây là cái lớp mạ chrome thì quý vị và các bạn thấy cái lớp mạ chrome vẫn còn rất đẹp ạ. Vâng, vừa rồi thì em đã quay tổng thể về cái hình thức bên ngoài của chiếc đài này. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần giới thiệu chi tiết cái đài này. Và đặc biệt là quý anh chị và các bạn đang sở hữu cho mình một căn biệt thự hoặc là một căn nhà ngói 3 gian. Đặc biệt là quý anh chị và các bạn đang sở hữu một căn nhà gỗ cổ mà không có những chiếc đài như thế này trưng bày trong nhà, thì em khẳng định với quý vị và các bạn là độ đẹp của căn nhà nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và sau khi quý vị và các bạn trưng bày những chiếc đài như thế này ở trong không gian nội thất của quý vị và các bạn, mỗi một ngày quý vị và các bạn đi làm về, công việc rồi là áp lực cuộc sống rất là nặng trĩu đôi vai. Và sau khi quý vị và các bạn bước vào không gian của quý vị và các bạn mà có những chiếc đài như thế này trưng bày trong nhà, thì em khẳng định với quý vị và các bạn là những cái mệt mỏi, những cái ưu phiền của cuộc đời tự dưng nó tan biến hết. Và chúng ta ngồi nhâm nhi một ly trà, thưởng thức một bản nhạc cổ hoặc nghe là một chương trình của radio, vừa nghe vừa ngắm nhìn những chiếc đài như thế này, thì em khẳng định với quý vị và các bạn cuộc đời không còn gì đẹp hơn. Và đó là điều tích cực của những món vật đồ cổ xưa nay hiếm, nó đem lại cho quý vị và các bạn những giá trị về tinh thần rất là lớn quý vị nhé. Và chiếc đài sáp này thì em xin khẳng định với quý vị và các bạn đẹp long lanh xuất sắc luôn. Và chiếc đài này thì em sẽ đi vào phần test. Đầu tiên đi vào phần test thì em sẽ test cái chức năng radio của đài trước. Vâng, em đang để ở chế độ FM quý vị nhé. Và em sẽ điều chỉnh tần số của FM. Vâng, và em sẽ giảm âm lượng ngay. Và quý vị và các bạn lưu ý hộ em là tần số FM của máy là 108 quý vị nhé. Với tần số 108 thì về Việt Nam chúng ta sẽ bắt được rất nhiều các chương trình của Cửa Sổ Tình Yêu, chương trình cải lương và đặc biệt là Quan Họ Bắc Ninh hoặc là Dân Ca Đồng Bằng Nam Bộ cũng rất là hay. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần test cái phần AM quý vị nhé. Em bấm xuống ạ. Sau đó em điều chỉnh. I'm not tired at all. 言えば全く疲れていないです。
Vâng, và tiếp tục chương trình thì em sẽ đi vào phần chủ đạo của cái đài này. Đó là em sẽ test hai cái cửa băng như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và trước khi đi vào phần test cửa băng thì em sẽ quay qua một lớp cái mạ chrome này để quý vị và các bạn cùng quan sát được là cái lớp mạ chrome của nó vẫn còn rất là mới quý vị nhé. Và ngay sau đây thì em sẽ test cái cửa băng bên trái trước ạ. Em đang tua phải và em sẽ cố gắng là em để tua nó lâu một chút để quý vị và các bạn thấy được là sau khi máy đang ở chức năng tua thì nó sẽ không bị nhả quý vị nhé. Nhiều cái quý vị và các bạn bấm tua một lúc thì nó sẽ lẩy cái cửa này lên. Như vậy là cái cơ của nó đã bị có vấn đề, hoặc là cái dây qua doa của nó bị yếu. Và em đang tua trái ạ. Quý vị và các bạn có thể quan sát được là cơ của nó chạy rất là êm, đặc biệt là cái hệ thống Cora của nó cực kỳ khỏe quý vị nhé. Và ngay sau đây thì em sẽ play. Vâng, bởi vì cái băng này của em là băng của Michael Jackson như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và đối với những chiếc băng của Michael Jackson thì người ta đánh bản quyền rất là cao quý vị nhé. Bởi vì những ca sĩ nổi tiếng, những ca sĩ lừng danh của thế giới thì bản quyền của nó cực kỳ là cao luôn. Cho nên là em xin phép em sẽ không để âm lượng quá là nhiều. Và tiếp tục thì em sẽ test cái cửa băng bên phải để quý vị và các bạn thấy được. Trước tiên thì em sẽ tua một chút quý vị nhé. Em sẽ tua trái trước ạ. Và quý vị và các bạn cũng thấy được là cái đồng hồ hiển thị số phút nó chạy rất là êm quý vị nhé. Và cơ chạy cực kỳ khỏe, rất êm luôn. Máy rất đẹp, sáp QT88 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và chiếc đài sáp này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 20 triệu. Với mức giá là 20 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 20 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và trên đường vận chuyển từ Nhật Bản về đến tận tay cho quý vị và các bạn thì em sẽ mua bảo hiểm. Vâng, vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng thấy sau khi tua xong thì tự động nó sẽ tắt quý vị nhé. Vâng, và em sẽ tua phải một chút. Rất đẹp luôn ạ. Và ngay sau đây thì em sẽ play. Vâng, và em xin phép là em sẽ không để âm lượng quá nhiều. Vừa rồi thì em có điều chỉnh ba lăng và âm lượng để quý vị và các bạn thấy được là ba lăng của máy vẫn rất là ok. Và tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái sản phẩm tiếp theo trong video ngắn ngày hôm nay. Đó là một chiếc đài sáp GF508 SB như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Đây là một chiếc đài có ba đường tiến rất là nổi tiếng mà quý vị và các bạn đã từng thấy được. Dâu anten của nó là dâu tôm quý vị nhé, rất đẹp luôn. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần giới thiệu tổng quan về chiếc đài sáp GF508SB này. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn là tất cả các đường tiếng của cái đài này. Thì điều đặc biệt là chúng ta có thể mở ê căng ra được như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Ở đài sở hữu 3 đường tiếng, một bát, một trung và một tép quý vị nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn muốn nghe cái giải tần bát của nó cao một chút thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái âm lượng như này. Có nghĩa là hai bên nó có lún tinh chỉnh giải bát quý vị nhé. Như quý vị và các bạn đang thấy. Đó, em đang để max volume. Và thiết kế thì quý vị và các bạn thấy nó thiết kế một cấu hình loa 3 đường tiếng rất đẹp. Một bát, một trung, một tép. Và đặc biệt là quý vị và các bạn quan sát thật kỹ của em cái lớp mạ chrome cực kỳ mới quý vị nhé. Cực kỳ mới luôn. Rất đẹp, rất mới. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần quay chi tiết cái đài này. Và em sẽ quay qua một lượt để quý vị và các bạn thấy được độ đẹp tổng quan của cái đài sáp GF508SB này. Đầu tiên thì em sẽ quay cái mặt bên trên. Mặt bên trên của máy thì em xin nói với quý vị và các bạn một điều là em mua ở tiệm về như thế nào là em vẫn để y chang như vậy quý vị nhé. Em vẫn chưa vệ sinh gì. Em vẫn chưa lau dọn gì quý vị ạ. Đó.
Đây như quý vị và các bạn như thấy chỗ này, nó có một cái vài điểm như này. Đấy, em lau đi hết quý vị nhá. Đó, em lau đi là hết luôn này. Đó, em lấy tay em lau thôi quý vị nhá. Đó, em lấy tay em lau là hết luôn. Như quý vị và các bạn đã thấy trên màn hình, rất đẹp. Đó. Em vẫn chưa dọn dẹp gì mà cũng chưa vệ sinh gì cả. Em mua ở tiệm như thế nào về là em để y chang như vậy để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì em sẽ quay cái mặt đằng sau của đài. Và đây là cái hồi bên trái quý vị nhá. Và quý vị và các bạn hãy cố gắng quan sát thật kỹ hộ em cái lớp mạ chrome cũng như là những góc quay mà em đã quay về cái đài này. Dây nguồn vẫn là dây nguồn zin theo máy quý vị nhá. Dây nguồn zin theo máy luôn. Và đây là mặt đằng sau của đài. Thì quý vị và các bạn quan sát thật kỹ hộ em. Vẫn là một khối màu đen, không có hiện tượng bị lão hóa, đặc biệt là không có hiện tượng bị oxy hóa quý vị nhé. Máy rất đẹp, ngay cả cái chỗ bắt cần anten vẫn rất mới luôn ạ. Và đây là cái hồi bên phải của máy. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình là quý vị và các bạn hãy quan sát thật kỹ hộ em của lớp mạ chrome vẫn rất mới luôn. Em lau đi là hết luôn ạ. Đó, cái bốc để em lau đi là hết quý vị nhé. Và đây là cái điều chỉnh tần số của FM và AM quý vị nhé. Rất đẹp, rất mới. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần test. Đầu tiên thì em sẽ test cái chức năng radio của đài trước. Và em sẽ bật AM. Em đang để ở chế độ AM quý vị nhé. Ở trên đây thì nó có những lượng phím, những cái phím tinh chỉnh như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và những phím tinh chỉnh này thì quý vị và các bạn tùy chỉnh theo cái sở thích nghe của mình. Có rất nhiều phím tinh chỉnh luôn, rất đẹp. One of the divers who had saved him. Harrison survived. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần test cái chức năng FM quý vị nhé. Em sẽ bật về chế độ FM, sau đó em điều chỉnh. Vâng, vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng thấy là chức năng radio của đài rất là ok. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần test cái chức năng cassette. Thì em sẽ chuyển về chế độ băng quý vị nhé. Tape, tiếng Nhật là tape đấy ạ. Và em vẫn dùng một cuốn băng của Michael Jackson. Đầu tiên thì em sẽ tua một chút quý vị nhé. Cơ của cái máy này thì rất khỏe, nó rất êm như quý vị và các bạn đang thấy. Vâng, và em sẽ bật lên. Vâng, và chiếc đài này thì về chất âm của nó thì rất là ngấu quý vị nhé. Một chất âm rất là ngầu. Và nó có một cái giải âm thanh rất là sống động. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là đây là một chiếc đài rất đẹp luôn. Và chiếc đài Sharp GF508SB như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Em bán về Việt Nam với mức giá là 12 triệu. Với mức giá là 12 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 12 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào cho em cả. Với mức giá là 12 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà. Em sẽ bao ship tận nhà luôn ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn. Và cái đoạn kết của video thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đài cassette của hãng Hitachi. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và logo model là TRK8600RM. Như quý vị và các bạn đang thấy thì nó còn nguyên cả các tô lô như thế này. Và ngay sau đây thì em sẽ tháo các tô lô này ra
Và em sẽ đi vào phần chính của video là em sẽ review kỹ càng cái đài cassette này để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và thoạt nhìn bên ngoài thì quý vị và các bạn cũng thấy là cái đài cassette này, người ta thiết kế một cái đồng hồ vu rất là đẹp quý vị nhé. Rất đẹp luôn. Ngoài ra thì nó có chức năng lau lướt, có nghĩa là chế độ kích bát chép như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Ngoài chế độ tép, chỉnh bát và ba lăng ra thì nó còn một cái lau lướt nữa. Và đây là volume, và đây là điều chỉnh đường radio, và đây là lúm tinh chỉnh cái tần số của FM và AM quý vị nhé. Ngoài ra bên đây thì nó có chế độ nghe Loman, CRO2 và Metan quý vị nhé. Và đây là Mod Arm Sen, và đây là Rig Motor và Program. Khi mà quý vị và các bạn thâu thì chúng ta sẽ bấm chế độ 1, 2, nó sẽ thâu tự động, nó sẽ ngắt quý vị nhé. Rất đẹp luôn. Và em sẽ quay qua cái mặt bên trái để quý vị và các bạn thấy được độ đẹp của cái máy này. Đây là một đài radio cassette một có chất âm rất là hay quý vị nhé. Và đây là cái hồi bên phải của máy. Máy em mua ở tiệm về thì em vẫn chưa vệ sinh gì luôn. Em mua như thế nào là em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn y chang như vậy. Và đây là lớp mạ chrome của máy. Và đây là cái mặt đằng sau của máy thì quý vị và các bạn quan sát thật kỹ hộ em là nó vẫn có một cái khối màu đen duy nhất một màu quý vị nhé. Và nó không có hiện tượng bị lão hóa. Và quý vị và các bạn thấy là nó không có hiện tượng bị ngả màu quý vị nhé. Rất đẹp luôn ạ. Đầu tiên thì em sẽ bật cái radio của đài này. Rất hay luôn. Và em đang nghe ở chế độ AM và bây giờ em sẽ chuyển ra cái chế độ FM để quý vị và các bạn cùng thấy được. Tần số FM vẫn là 108 quý vị nhé. Và sau khi về Việt Nam thì quý vị và các bạn sẽ bắt được rất nhiều các đài, đặc biệt là những chương trình Quan Họ Bắc Ninh, rồi những chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, Zone FM, VOV Giao Thông, rồi Dân Ca, Đồng Bằng, Nam Trung Bộ cũng rất là hay. FM 横浜ラブリーで近藤紗友香がお送りしています。メッセージコツコツさんからですね。 Vâng, rất hay luôn. Và ngay sau đây thì em sẽ mở cái băng cassette để quý vị và các bạn thấy được chất âm của nó. Thì đầu tiên em sẽ chuyển về chế độ tép quý vị nhé. Em lại chuyển về chế độ tép. Vâng, và em sẽ play. Và đối với chiếc đài cassette của hãng Hitachi và logo model là TR8600RM này, em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 14 triệu. Với mức giá là 14 triệu là em cũng sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 14 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Máy rất đẹp luôn ạ. Và trong quá trình mà em vận chuyển những chiếc đài này từ Nhật Bản về đến Việt Nam cho quý vị và các bạn thì em sẽ mua bảo hiểm. Và trong quá trình em mua bảo hiểm thì quý vị và các bạn sẽ yên tâm một điều rằng những chiếc đài như này sẽ được vận chuyển một cách rất là an toàn sau khi về đến tay quý vị và các bạn. Và với mức giá là 14 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 14 triệu ra thì quý vị và các bạn cũng không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào cho em. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ, em sẽ bao ship về tận nhà luôn ạ. Và đây là chế độ nghe của máy quý vị nhé. Chúng ta có thể nghe Loman, CRO2, Metan. Vâng, và em xin phép là em sẽ không để âm lượng quá là nhiều. Bởi vì cái băng Michael Jackson này thì YouTube họ đánh bản quyền rất là chặt chẽ quý vị nhé.
Vâng, và trong video vừa rồi em review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn ưng được cái sản phẩm nào, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại sau đó gửi vào Zalo cho em. Và ngay sau đây thì em sẽ quay qua một số những cái sản phẩm mà em không kịp báo giá trong video ngày hôm nay. Thì quý vị và các bạn ưng được cái sản phẩm nào, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại sau đó gửi vào Zalo cho em. Em sẽ gửi thêm cho quý vị và các bạn một số những hình ảnh để quý vị và các bạn có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Trên đây thì em đang review qua một số những chiếc đồng hồ vai bò, đồng hồ cơ quý vị nhé. Ví dụ như cây này là đồng hồ cơ quý vị thấy không ạ? Ba côn, côn giờ, côn phút và... Có nghĩa là cây này nó sẽ 15 phút nó sẽ đổ chuông một lần. 15 phút đổ chuông một lần quý vị nhé. Máy rất đẹp luôn. Và cái bên đây thì có hai côn quý vị nhé. Và 30 ngày chúng ta mới phải lên dây. Đây là những chiếc đồng hồ vai bò rất đẹp mà em mới mua được. Em cũng chưa có thời gian để giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này, nhưng em sẽ quay qua một lượt để quý vị và các bạn có thêm những cái sản phẩm để quý vị và các bạn lựa chọn cho riêng mình. Và ở trên là những chiếc đồng hồ nữ thần, rồi những chiếc đồng hồ để bàn cao cấp em cũng mới có được. Và trong quá trình mà quý vị và các bạn theo dõi video, quý anh chị và các bạn ưng được cái sản phẩm nào, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại cho em. Và đây là chiếc đồng hồ treo tường của Seiko quý vị nhé. Máy rất đẹp luôn. Tất cả là thiết kế từ những kim cho đến mặt ngoài, người ta mạ một lớp màu đồng rất đẹp luôn. Người ta mạ đồng thật quý vị nhé. Và những chiếc đồng hồ treo tường như thế này cũng rất là hiếm, và em phải tìm những chiếc đồng hồ mà nó mạ đồng đẹp như thế này để em bán cho quý vị và các bạn. Em đã bán cho quý vị và các bạn thì những sản phẩm nó luôn phải khác người một chút ạ. Và những chiếc mẫu đồng hồ để bàn mạ vàng như thế này quý vị và các bạn tìm rất là hiếm quý vị nhé. Và chiếc đồng hồ treo tường như thế này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 6 triệu. 6 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 6 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và đây thì em quay qua cho quý vị và các bạn một chiếc xe đạp cổ, một chiếc xe thủy thủ mà em mới về. Xe rất là đẹp luôn. Một chiếc xe cổ, một chiếc xe thủy thủ rất đẹp. Và quý anh chị và các bạn ưng được cái mẫu xe như thế này thì quý vị và các bạn cũng vui lòng chụp màn hình lại cho em. Xe nguyên bản 100% luôn. Và những chiếc xe cổ như thế này thì em luôn có sẵn hàng để phục vụ cho quý vị và các bạn. Ngoài ra xe được trang bị một cái túi da như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình, rất đẹp luôn. Em mới về, em mới mua được cái túi này và em lắp cho xe luôn. Rất đẹp, rất xịn sò luôn ạ. Và những chiếc xe cổ như thế này thì em cố gắng em lấy ở góc quay. Nó rất đẹp để quý vị và các bạn cùng nhìn được. Xe rất đẹp quý vị nhé. Và chiếc xe này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 40 triệu. 40 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà. Vâng, vì thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Trong quá trình em review và bình luận, còn chỗ nào quý vị và các bạn chưa hiểu hoặc là khó hiểu thì quý vị và các bạn cũng châm trước cho em. Và lời cuối, như mọi khi thì em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có những giây phút thật là lãng mạn bên gia đình và người thân. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video kế tiếp.